Một liều thuốc độc để tử hình Trương Mỹ Lan tốn hết bao nhiêu tiền? Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, trước đây dư luận không ít lần thắc mắc, không hiểu động cơ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là gì khi muốn khiến thị trường địa ốc sốc với những thông tin thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu thị dự án rồi trùm mền. Giờ đây, bức màn bí ẩn của đế chế Vạn Thịnh Phát đã được vén lên. Và tất nhiên, khi mọi việc được đưa ra ánh sáng thì cũng là lúc bà trùm Trương Mỹ Lan phải trả một cái giá cực đắt. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, Vạn Thịnh Phát Holding Group, thuộc sở hữu của gia đình họ Trương do nữ đại gia Trương Mỹ Lan làm chủ tịch, được mệnh danh là một trong những công ty gia đình giàu bậc nhất tại Việt Nam. Tập đoàn này được biết đến là một doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án lớn trên đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm trực tiếp hoặc gián tiếp nhiều cao ốc ở những vị trí đắc địa như khu trung tâm và các quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, tập đoàn này đã bỏ ra hơn 700 tỷ đồng, tương đương với 35 triệu đô la Mỹ, để mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở trung tâm quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, biệt thự xây dựng trên khu đất 2.819,5 m², nằm ở góc giao lộ Võ Văn Tần, bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Thị Diệu. Cũng trong năm này, Vạn Thịnh Phát mua lại chung cư Thuận Kiều Plaza, quận 5 với diện tích xây dựng khoảng 100.000 m², có 3 tòa nhà cao 33 tầng với hàng trăm căn hộ nhà ở, phòng chức năng bị bỏ hoang nhiều năm nay. Ngoài các dự án nằm trên đất vàng, tháng 4 năm 2016, Vạn Thịnh Phát cũng đã khởi công xây dựng dự án Sài Gòn Peninsula, hay còn được gọi là Mũi Đèn Đỏ ở quận 7, với tổng diện tích 118 ha, bao gồm công viên đa chức năng, bến cảng du thuyền quốc tế, văn phòng, khu biệt thự, căn hộ, khách sạn. Vốn đầu tư được công bố thời điểm mới ra mắt là 6 tỷ đô la, rồi sau đó dự án này lại án binh bất động. Một trong những đặc điểm chung hiếm hoi của các công ty trong hệ thống Vạn Thịnh Phát là hầu hết đều có quy mô vốn điều lệ rất lớn, từ vài ngàn đến vài chục ngàn tỷ đồng. Từ năm 1991, bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát với vốn điều lệ là 34,8 triệu đô la. Năm 2007, sau khi chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Lan nắm cổ phần chi phối 80%. Từ đây, dưới sự dẫn dắt của bà Lan, tập đoàn này phát triển ra vô số dự án lớn trong hệ sinh thái của mình thông qua một loạt công ty con. Sau 30 năm thành lập, từ một công ty kinh doanh thương nghiệp chủ yếu đã phát triển thành công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đa ngành. Trong đó, thế mạnh là bất động sản với quy mô vốn điều lệ gần 550 triệu đô la. Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Trương Mỹ Lan là chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết như Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản, Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square. Trong đó, từ tháng 12 năm 2011, bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần, Trương Mỹ Lan đã nắm giữ 81,43 cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cũ dưới tên của 32 cổ đông, 98,74% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa dưới tên của 36 cổ đông và 80,46% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất dưới tên của 24 cổ đông. Sau khi ba ngân hàng này được hợp nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2012 với tên gọi là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan tiếp tục nhờ 73 cổ đông đứng tên sở hữu 85,606% cổ phần của Ngân hàng SCB, đồng thời tiếp tục mua và sử dụng cá nhân đứng tên cổ phần Ngân hàng SCB để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng lên 91,545% cổ phần vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tính đến tháng 10 năm 2022, Ngân hàng SCB có vốn điều lệ trên 15.231 tỷ đồng,
tương ứng với 1.523.168.810 cổ phần, với tổng số 4.129 cổ đông, được Ngân hàng Nhà nước công nhận. Trong đó, Trương Mỹ Lan đã chiếm 91,536% cổ phần điều lệ do 27 pháp nhân cá nhân đứng tên giúp, trong khi bản thân bà Lan chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu 4,982% cổ phần điều lệ. Tài liệu điều tra xác định, các cá nhân và đại diện các tổ chức này, trừ các pháp nhân nước ngoài đã liên hệ nhưng không đến làm việc, đều khai đứng tên cổ phần cho Trương Mỹ Lan, với việc sở hữu nắm quyền chi phối số cổ phần ngân hàng SCB nêu trên. Trương Mỹ Lan đã đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân Lan tin tưởng, thân tín, đều là những người có trình độ, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nghe theo chỉ đạo của Lan vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, trả mức lương cao cho họ từ 200 đến 500 triệu một tháng, như hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Thực tế, các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng SCB đều do Trương Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ, hoặc trước đó là nhân viên dưới quyền của Lan. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động thông qua các đối tượng chủ chốt tại SCB, Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng này như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức, huy động vốn từ các nguồn khác quy định của luật các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong hoạt động cho vay, ngân hàng SCB lại chủ yếu phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Để rút tiền từ ngân hàng SCB mà không bị phát hiện, Trương Mỹ Lan đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, trước tiên bằng hệ thống các loại công ty có mối quan hệ chằng chịt, kỳ thực đều do một tay bà ta chi phối theo mục đích riêng của bản thân. Theo bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, được xây dựng và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trụ sở tại số 193 đến 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau, gồm 1. Nhóm định chế tài chính tại Việt Nam gồm SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú, Công ty Việt Vĩnh Phú, trong đó SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công vụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. 2. Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, phần lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, đều là công ty có vốn điều lệ lớn, nắm cổ phần chi phối các công ty con, công ty thành viên như Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, vốn điều lệ là 18.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông thuộc Công ty An Đông, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng. 3. Nhóm các công ty gọi là công ty ma tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công, v.v. Trương Mỹ Lan còn xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại nước ngoài, tại các vùng lãnh thổ, quốc gia, thiên đường thuế phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan tại nước ngoài. Với phương thức này, kết quả điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập, nhận, chuyển nhượng, sử dụng hàng ngàn pháp nhân để đứng tên khoản vay, chuyển, nhận tiền từ nước ngoài, phát hành trái phiếu, đứng tên dự án, cơ cấu lại sở hữu cổ phần giữa các công ty, chuyển nhượng cổ phần, tài sản cho các cá nhân theo mục đích của Trương Mỹ Lan và đồng phạm, như chuyển nhượng nhiều lần để nâng giá trị tài sản hoặc chuyển nhượng để lập phương án rút tiền ra khỏi ngân hàng SCB. Trong đó,
có một số lượng lớn công ty ma được thành lập, không có hoạt động kinh doanh, mà chỉ để đứng tên khoản vay tại ngân hàng SCB, lập các phương án vay vốn khống hợp thức hóa rút tiền ngân hàng SCB để Lan sử dụng. Kết quả điều tra xác định, Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của ngân hàng SCB. Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi lớn hơn 129.372 tỷ đồng. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu. Và mọi việc sáng tỏ, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 86 bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức liên quan. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình. Hình phạt tổng hợp của ba tội là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản và đưa hối lộ. 85 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân. Về phần dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương với 673.849 tỷ đồng. Về án phí, tòa tuyên mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu hơn 673 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Tử hình là một hình phạt đặc biệt nặng trong pháp luật hình sự dành cho những loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các nhóm tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác. Tử hình tức là hình phạt tước bỏ quyền sống của người bị kết án, là một hình phạt răn đe phòng ngừa người bị kết án phạm tội nghiêm trọng cũng như ngăn ngừa người khác phạm tội. Đây chính là mục đích cuối cùng mà hình phạt nghiêm khắc triệt để này hướng đến. Hình phạt tử hình sẽ chỉ áp dụng cho các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà loại tội phạm này có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn. Mức án cao của tội ấy là 15 năm tù cho đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. 18 loại tội phạm có áp dụng hình phạt tử hình mà Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017 hiện hành quy định đó là tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội bạo loạn, tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tội sát hại người, tội làm nhục, tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, tội sản xuất trái phép chất cấm, tội tàng trữ trái phép chất cấm, tội vận chuyển trái phép chất cấm, tội khủng bố, tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược, tội chống loài người, tội phạm chiến tranh. Đó là 18 loại tội có áp dụng hình phạt tử hình trong trường hợp phạm tội với các tình tiết tăng nặng, nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những trường hợp không thể áp dụng hình phạt tử hình đó là phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Với những trường hợp trên, thì dù người phạm tội có thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp tử hình đi chăng nữa, thì tòa án cũng không thể kết án hình sự trong trường hợp này được. Tử hình là một hình thức vô cùng khắc nghiệt, đau đớn và nặng nề. Do vậy, việc nhà nước áp dụng hình phạt tử hình được tiến hành bằng việc tiêm thuốc độc cho người bị kết án tử hình là một hình thức phạt rất nhân đạo, khoan hồng trong chính sách quản lý nhà nước đối với người phạm tội nguy hiểm cho xã hội. Đây là một trong những hình thức tử hình được pháp luật cho phép, làm giảm thiểu cơn đau, thậm chí là không hề đau đớn đối với người phạm tội cũng như là thân nhân của người phạm tội. Bên cạnh đó, với hình thức này thì nhân thân người phạm tội sẽ nhận được thi thể của người phạm tội còn nguyên vẹn, cũng như tránh gây đau thương cho người còn sống. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình sẽ bao gồm thuốc làm mất tri giác,
thuốc làm liệt hệ vận động, thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Một liều thuốc được tiêm vào cơ thể người phạm tội sẽ bao gồm 3 loại thuốc trên. Sử dụng trên một cơ thể, thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình phải được Hội đồng thi hành án tử hình kiểm tra, mở niêm phong và lập biên bản theo quy định. Khi tiến hành hình thức tử hình theo cách này thì trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ sẽ kèm theo. Giường nằm có đai dùng để cố định người bị thi hành án. Máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển. Máy kiểm tra nhịp đập của tim, màn hình và các thiết bị theo dõi, kiểm tra quá trình thi hành án. Các dụng cụ và trang thiết bị khác phục vụ cho thi hành án. Vì những mặt tốt mà hình thức này đem lại, nên chi phí để tiến hành biện pháp thi hành án hình sự này cũng rất đắt đỏ, tốn kém nguồn ngân sách của nhà nước. Về vấn đề chi phí này, luật Minh Khuê sẽ phân tích riêng tại mục 4 của bài viết để quý khách nắm rõ hơn được vấn đề. Trước khi tiến hành thi hành án hình sự đối với hình phạt tử hình bằng thuốc độc, thì Hội đồng thi hành án tử hình phải kiểm tra danh bản, chỉ bản, hồ sơ lý lịch của người chấp án tử hình. Trường hợp người chấp hành án là nữ thì hội đồng phải kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện không thi hành án tử hình. Trước khi bị đưa ra thi hành án tử hình, người chấp hành án sẽ được ăn uống, viết thư, ghi âm lời nói cuối cùng gửi lại thân nhân. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu sẽ thông báo cho thân nhân của người đã bị thi hành án biết. Quy trình thực hiện thi hành án tử hình sẽ được thực hiện theo các trình tự quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4, điều 82 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Còn quy trình thực hiện việc tiêm thuốc diễn ra bởi cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chịu trách nhiệm thực hiện các bước sau đây. Chuẩn bị đủ 3 liều thuốc, trong đó có 2 liều dự phòng, xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm. Trường hợp không xác định được tĩnh mạch thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ xác định tĩnh mạch. Đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo quy trình sau. Bước 1. Tiêm thuốc làm mất tri giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác. Bước 2. Tiêm thuốc làm liệt hệ vận động. Bước 3. Tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Sau đó kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy điện tâm đồ. Trường hợp sau 10 phút mà người bị thi hành án tử hình chưa tắt thở, cán bộ kiểm tra phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng. Mỗi lần tiêm thuốc sau 10 phút mà người bị thi hành án tử hình chưa tắt thở, cán bộ kiểm tra phải thực hiện báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình để ra lệnh tiếp tục sử dụng liều thuốc dự phòng tiêm lần thứ 2, thứ 3. Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ 3 sau 10 phút mà người bị thi hành án chưa tắt thở, thì đội trưởng đội thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình ra quyết định tạm dừng thi hành án. Việc thực hiện các bước ở trên có thể được thực hiện theo phương pháp tự động hoặc trực tiếp. Theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra, xác định tình trạng của người bị thi hành án tử hình và báo cáo kết quả cho hội đồng. Sau khi bác sĩ pháp y kết luận người bị thi hành án tử hình đã tắt thở, theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ thi hành án tử hình ngừng truyền và đưa kim tiêm đường ống dẫn ra khỏi người bị thi hành án tử hình. Hội đồng thi hành án tử hình sẽ lập biên bản theo quy định về việc người bị thi hành án đã tắt thở. Chi phí để tiến hành một tiến trình thi hành án tử hình bằng thuốc độc khá đắt đỏ, tốn kém. Theo báo chí liên quan đến chính trị, pháp luật đưa tin thì cán bộ có đưa ra mức chi phí của việc tử hình theo hình thức tiêm thuốc độc sẽ rơi vào tầm 180 triệu đến 300 triệu đồng cho một lần. Kinh phí này bao gồm kinh phí mua thuốc tiêm phục vụ cho thi hành án tử hình và bảo đảm cho thi hành án tử hình do ngân sách nhà nước cấp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự quân khu và tương đương, sau đây gọi chung là cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu,
theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu sẽ có trách nhiệm chi trả bồi dưỡng cho những người tham gia thi hành án tử hình như sau. Người tham gia đội thi hành án tử hình được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 3 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân. Người tham gia hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giao, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, mai táng tử thi được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng một lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người. Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, đại diện Ủy ban Nhân dân cấp xã, điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1/2 mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với một người. Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, bên cạnh đó sẽ chi trả chi phí mai táng người bị thi hành án tử hình bao gồm 1 quan tài bằng gỗ, 1 bộ quần áo, 4 mét vải liệm, hương, nến, rượu, cồn để làm vệ sinh khi liệm tử thi và các chi phí mai táng khác. Hiện nay, pháp luật hiện hành quy định thân nhân của người thi hành án tử hình hoàn toàn có quyền được nhận tử thi của người thi hành án tử hình bằng việc tiêm thuốc độc. Nhận tử thi hài cốt là việc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người chấp hành án phạt tử hình theo hình thức tiêm thuốc độc, làm đơn có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú gửi chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm, đề nghị giải quyết cho nhận tử thi hài cốt của người chấp hành án để an táng. Về thủ tục để xin nhận tử thi được thực hiện bằng cách như sau. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ. Thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình được làm thủ tục nhận lại thi thể tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình phải chuẩn bị bộ hồ sơ gồm các tài liệu sau. Đơn xin nhận tử thi của tử tù có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú theo các mẫu số 01, 02, 03 ban hành kèm theo thông tư số 02/2020. Với trường hợp người chấp hành án là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người chấp hành án mang quốc tịch và phải được dịch ra tiếng Việt. Lưu ý, trong đơn xin nhận tử thi hài cốt phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận tử thi, quan hệ với người chấp hành, cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chịu chi phí. Bước 2. Tiến hành nộp hồ sơ trong thời gian quy định. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tử tù, chánh án tòa án đã ra quyết định thi hành án tử hình phải thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho tử thi về mai táng. Nếu tử thi là người nước ngoài thì chánh án có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao Việt Nam để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam của nước mà người đó mang quốc tịch. Bước 3. Nhận tử thi. Việc giao nhận tử thi sẽ được thực hiện trong thời hạn 24 giờ đồng hồ kể từ khi thông báo và phải lập biên bản có chữ ký của các bên giao nhận. Hết thời hạn này mà người có đơn đề nghị không đến nhận tử thi thì cơ quan thi hành án hình sự có trách nhiệm an táng, không tổ chức việc giao nhận tử thi người đã bị thi hành án tử hình vào ban đêm, từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Việc giải quyết cho nhận tử thi và mai táng người đã bị thi hành án tử hình được thực hiện theo quy định tại Điều 83 Luật Thi hành án hình sự. Việc tổ chức mai táng người đã bị thi hành án tử hình phải đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự của địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm tổ chức mai táng người bị thi hành án tử hình phải thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mai táng để chỉ định nghĩa trang hoặc địa điểm nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi mai táng phải gửi văn bản thông báo về địa điểm nơi mai táng người đã bị thi hành án tử hình cho cơ quan thi hành án hình sự đã ra thông báo. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày thi hành án,
cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải thông báo địa điểm mai táng cho thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án biết. Trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài thì thông báo cho Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan khác được Bộ Ngoại giao ủy quyền biết. Đồng thời bàn giao đầy đủ giấy tờ, đồ vật, tài sản, tiền của người đã bị thi hành án tử hình nếu có. Việc giao nhận phải được lập biên bản theo quy định. Việt Nam là một trong số các nước vẫn áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình nhằm răn đe, phòng chống tội phạm, loại trừ mối nguy hiểm cho xã hội, người dân. Tuy nhiên, mục đích chính của các hình phạt chính là giáo dục, cải tạo. Do vậy, bên cạnh khung pháp lý cho mỗi tội phạm, pháp luật Việt Nam còn ban hành khung giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, có việc giảm án từ tử hình xuống phạt tù có thời hạn. Việc xóa án tử hình hay thay phạt tù bằng phạt tiền đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 của Đảng. Chú trọng tài sản tham nhũng, áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng. Nghị quyết cũng xác định nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc nhận hối lộ nhưng đã tự khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện. Chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Bộ Luật Hình sự 2015 quy định không áp dụng hoặc không thi hành đối với những đối tượng sau. Người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội. Trên thực tế, đã có nhiều bị cáo được hưởng chính sách này. Điển hình như bị cáo Lê Văn Luyện trong vụ án Tiệm vàng Ngọc Bích. Phạm tội sát hại người cướp của, nhưng tại thời điểm phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên đã không bị kết án tử hình. Như vậy, không chỉ người bị kết án tử hình do tham ô tài sản, sau khi nộp lại ít nhất 3/4 tài sản hối lộ và tích cực khai báo, phối hợp điều tra được giảm án từ tử hình xuống phạt tù có thời hạn, mà nhiều đối tượng khác cũng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi. Điều này vừa thể hiện tính nghiêm minh, răn đe, vừa đảm bảo được tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Cơ sở của quy định nộp lại ít nhất 3/4 tài sản mà mình tham ô, nhận hối lộ để xem xét xóa án tử hình xuất phát từ việc người phạm tội mang tính vụ lợi thì yếu tố khắc phục hậu quả, thu hồi lại tài sản chiếm đoạt cần được xem là một tình tiết đặc biệt khi thi hành án. Thời gian qua, ở nước ta, hạn chế lớn nhất khi xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng đó là khắc phục thiệt hại, thu hồi tài sản tham nhũng. Thực tế, mặc dù kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế có xu hướng tăng dần, chuyển biến tích cực, song số tài sản thu hồi so với bị chiếm đoạt, thất thoát vẫn còn thấp. Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, giai đoạn từ 2012 đến năm 2022, cơ quan thi hành án dân sự các cấp trong 10 năm qua đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt 34,7%. Trong đó, chỉ riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt 41,3%. Do đó, khuyến khích tội phạm tham nhũng kinh tế khắc phục hậu quả để tăng tỷ lệ thu hồi tài sản, hạn chế án hình sự là vô cùng cần thiết. Không những vậy, Bộ Luật Hình sự 2015 đã bổ sung trường hợp giảm mức hình phạt đã tuyên. Đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm B hoặc điểm C khoản 3 điều 40 của Bộ Luật thì thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải đảm bảo thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm, khoản 6, điều 63. Quy định trên không chỉ thể hiện rõ nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm án tử hình, mà còn thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Ở Việt Nam, dù đối tượng là quan chức hay không, khi phạm tội về kinh tế tham nhũng đều khắc phục hậu quả, nộp 3/4 tài sản tham nhũng đều được xem xét để xóa án tử hình, thành tù chung thân và giảm án. Trường hợp cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn là một ví dụ. Ngày 4 tháng 5 năm 2018, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết tuyên phạt y án tử hình với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn,
với hành vi tham ô 49 tỷ đồng. Nhưng sau đó, gia đình bị cáo Nguyễn Xuân Sơn giao nộp 32 tỷ đồng khắc phục hơn 3/4 số tiền. Vì vậy, bị cáo Sơn được giảm án xuống mức án chung thân. Điều này cho thấy không có chuyện nộp 3/4 tài sản là sự ưu ái, không công bằng, là tiêu chuẩn kép cho đối tượng quan chức khi phạm tội. Tất cả các bị cáo phạm tội về kinh tế tham nhũng khác đều được hưởng chính sách nhân đạo trên. Ngoài ra, phạt tiền cũng là một hình phạt đối với tội phạm kinh tế tham nhũng. Điều đó đã được quy định trong pháp luật. Do vậy, việc giao nộp 3/4 tài sản tham ô có thể coi là một hình phạt kép thay thế tử hình. Ở nước ta, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi tội phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục. Luận điệu cho rằng quan chức cứ nộp tiền để không tử hình hay pháp luật công lý dành cho quan chức là hoàn toàn sai trái, thù địch, thể hiện tư duy thiển cận với mưu đồ xấu nhằm xuyên tạc nền tư pháp của Việt Nam. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Mùi khoai nướng. Gần tuần nay, tôi không biết mở lời với vợ ra sao về chuyện muốn đón cha lên ở cùng. Cha mẹ ở cùng con cái là chuyện quá bình thường, sao với tôi lại quá khó. Tôi không có nhà cửa của riêng mình, vợ tôi chưa làm dâu ngày nào và có nếp sống khác với cha. Tôi ở giữa biết cư xử ra sao. Cha mẹ tôi có hai con trai, mẹ mất sớm, cha ở một mình nuôi hai đứa con đang tuổi ngốn tiền với tính nết ẩm ương nổi loạn. Trong hai anh em, anh hai kinh tế khó hơn do chị dâu cũng con nhà nông. Chị dâu lại sinh đứa thứ ba, lúc này sức khỏe của chị không còn tốt, con bé sinh ra đã mang bệnh. Bao tiền của công sức đều dồn vào nó. Cha gọi tôi về nói căn nhà cha đang ở mai kia sẽ chia đôi cho hai anh em. Nay cha ở trên phần đất sẽ là của tôi, phần còn lại cha bán để chữa bệnh cho bé út nhà anh hai. Tôi nói con từ chối phần thừa kế đó, cha làm gì thì tùy thích. Vợ tôi biết tin thì khó chịu. Vợ nói cha cho thì tôi cứ nhận, tôi đâu có tranh cướp của ai. Tôi nói miếng đất đó bán được 200-300 triệu là cùng. Vợ nói nay mai 200-300, nhưng 10 năm nữa sẽ là thành tiền tỷ. Mình chưa bán, cứ để cha ở thì mình vẫn có quyền và tiếng nói mình có trọng lượng. Tôi không nói gì, tôi không muốn có quyền với người thân là cha và anh mình. Tôi giờ ăn bữa cơm có giá cả 10 triệu đồng vẫn không quên được mùi khoai lang ai làm rớt trong chiều mưa to. Anh hai lượm được mang về ủ trong cho bếp, mùi khoai nướng thơm lừng. Anh bẻ hai đầu giữ lại phần mình và đưa tôi phần giữa tròn căng, nói hên ghê, nay cha về muộn mình lại lượm được khoai. Cha về hỏi hai anh em đói chưa. Tôi khoe anh hai nướng khoai cho con ăn, khoai thơm lắm. Tôi mải khoe khoai ngọt thơm, trong khi anh thành thật kể hai anh em nhặt được củ khoai ở bờ mương, chắc do mưa nên người ta vội về. Tôi híp mắt cười chìa cho cha miếng khoai tôi đang ăn dở. Cha ké miệng vào cắn một tí xíu, hoặc có khi là còn chưa cắn. Cha cầm cái chóp củ khoai to hơn đầu đũa, anh bỏ dưới đĩa cho vào miệng rồi cười. Ừ, khoai thơm ghê. Cha và anh không biết miếng khoai trong miệng tôi nghẹn ứ, mắt tôi cứ cay xẻ. Ra trường như bao chàng trai tình lẻ khác, tôi phải bươn chải giữa thành phố để tìm một công việc đủ nuôi sống bản thân bởi không thể về quê. Những ngày đó, tôi không biết vợ đã chú ý mình. Vợ là gái thành phố, xinh xắn, gia đình có điều kiện. Ngày tôi đưa vợ về thăm nhà, dù tôi đã dặn cô ấy ăn mặc giản dị, nhưng cha vẫn nói nhỏ. Cô đó không hợp với con, người ta dân thành phố khó mà chịu cực cùng con được. Rồi chúng tôi cũng lấy nhau vì tôi nghĩ tôi có cực nữa đâu mà cần vợ phải chịu cực cùng. Khi ấy, tôi chưa đủ chín chắn nên nghĩ rất đơn giản. Vợ tôi cũng không làm gì quá đáng. Dỗ chạp, Tết nhất, lễ lạt, sinh nhật mọi người, cô ấy đều gửi quà về. Tôi nói dỗ chạp Tết nhất thì cần, còn sinh nhật thì thôi. Cha với anh thậm chí không nhớ mấy ngày đó. Vợ nói không tốn kém bao nhiêu, nhưng mọi người vui là được. Nói thế nhưng sau đó vợ cũng thôi,
vì con gái tôi chưa khi nào nhận được quà sinh nhật từ ông nội và hai bác. Vợ tôi cũng chưa một ngày làm dâu. Anh chị hai ở gần cha hơn nên hay về thăm. Thỉnh thoảng ghé thăm vợ chồng tôi. Anh chị thường đem theo tôm cua cá tép cha bắt ở đồng làng. Những con cá còn sống, những tôm tép tươi trong, nhưng vợ tôi nói không biết làm. Vợ tôi quen mua tôm cá trong siêu thị. Chúng được người ta cắt khúc làm sạch, có khi còn ướp sẵn. Sau vài lần, thấy vợ mang cho hàng xóm hoặc để cá ươn, tôm ươn, tôi nói anh chị đừng đem lên nữa. Khi con gái được 5 tuổi, chúng tôi có ý định sinh thêm đứa nữa. Vợ nói nhà nhỏ, thế này sao ở nổi. Một ngày mẹ vợ nói chúng tôi sửa lại ngôi nhà của cha mẹ mà ở. Cha mẹ chỉ có mình vợ tôi là con, sau này nó là của chúng tôi chứ của ai. Và tranh thủ sinh con đi, bà còn khỏe bà chăm cháu cho. Tôi bán ngôi nhà nhỏ để xây nhà lớn. Khi đó bạn bè tôi có người thở dài nhưng tôi không hiểu. Ở trong ngôi nhà lớn, tôi lấy làm may mắn vì chúng tôi chưa kịp có thêm đứa nữa. Hẳn là linh cảm hay đứa nhỏ biết không ổn nên chưa chịu về. Nhà xây xong, mẹ vợ đưa bạn bè về chơi. Tôi nghe mẹ vợ và các bạn mẹ hề hả. Con cái là của để dành, nay đem ra xài. Được con cái báo hiếu thế này thì còn gì bằng nữa. Khi ấy tôi mới nhận ra mình dường như đã bước sai rồi. Ngôi nhà trong con ngõ hẹp kia, dù nhỏ cũng là giang sơn của riêng tôi. Còn ngôi nhà này rộng rãi ngay mặt tiền, nhưng là nhà tôi ở nhờ. Tôi sực nhớ lại tiếng thở dài của bạn bè, nghĩ khi nào cha mới dùng đến của để dành là tôi. Này, tôi không biết phải làm sao khi muốn đưa cha lên ở cùng. Tháng trước, cha bị tai biến may mà cứu kịp. Dù vậy, cha đã yếu hẳn đi. Đi đứng khập khiễng, nói năng chậm chạp. Đó giờ cha ở một mình không sao, nay không thể để cha ở một mình được. Nhà anh chị thì nhỏ, tới 3 đứa con, bé út lại ốm đau, cha ở với tôi là đúng nhất. Vợ nhíu mày, anh hai còn đó, đâu tới lượt anh nuôi cha? Em không hiểu anh nghĩ gì luôn, cha chồng chung nhà với bố mẹ vợ, thiên hạ nghĩ gì? Em không biết, anh làm sao thì làm, nhà em đó giờ ở đây chưa khi nào làm mất lòng hàng xóm hay có điều tiếng gì. Anh đừng làm mẹ và em mất mặt. Tôi không biết chuyện con trai chăm cha thì có gì để mất mặt. Còn chuyện con rể ở cùng mẹ vợ chắc vinh quang lắm. 3 năm nay, vợ chồng con cái tôi phải theo quy định của mẹ vợ. Bà không chịu lên lầu mà ở tầng trệt. Bà nói bà khó ngủ nên tôi không được về nhà sau 10 giờ rưỡi tối. Những nồi cá kho giềng, cá vụn kho dưa hay canh cá nấu mẻ đều không được xuất hiện trong gian bếp của bà. Món gì mà cứ kho đi kho lại, bà ăn món nào là hết món đó. Ăn không hết thì bỏ, chứ không có lệ cất vào tủ rồi mai đem ra ăn tiếp. Bà nói mấy món đó quá nhiều mùi và bà không chịu được. Bà quen ăn cá hồi áp chảo, cá thu sốt cà, cá lăng nấu măng chua. Cửa vợ đã kẹt thì cửa mẹ vợ hẳn càng khó. Tôi đau đầu vì lo lắng. Lúc này, tôi bất lực và tuyệt vọng hơn cả thời gian tôi vừa ra trường. Vì khi ấy, cha tôi còn khỏe, anh chị còn sung sức. Bây giờ, thời gian cha dành cho tôi đâu còn nhiều. Anh hai nói, hay là bán ngôi nhà ở quê đi, anh chị thế chấp cái nhà đang ở, được thêm một ít, lên thành phố mua trả góp căn chung cư để cha thấy mình đang ở nhà mình mà yên tâm chữa trị. Tôi không đồng ý. Cha lên thành phố là cực chẳng đã. Dù nhà đứng tên cha, cha cũng không coi đó là nhà của mình. Của mình phải do mình làm ra, như anh em tôi là của cha, hoàn toàn và không bao giờ thay đổi. Bán ngôi nhà ở quê, cha sẽ như cái cây bị mất gốc, mất đường về, mất bạn bè, sẽ rất kinh khủng với người nông dân cả đời quanh quẩn ở làng như cha. Tôi quyết định nói chuyện với mẹ vợ. Tôi thưa chuyện, ngôi nhà chúng tôi ngày trước có một nửa là cha và anh cho tôi. Chúng tôi bán đi để xây ngôi nhà này mà không hề lăn tăn hay nghĩ ngợi. Nhưng giờ cha tôi cần nơi ở để chữa bệnh, cần tôi báo hiếu, nên tôi xin phép mẹ vợ sẽ dọn đi. Mấy hôm nay tôi đã để ý và chọn được căn hộ chung cư gần đây có công viên rộng,
Sáng sáng có nhiều người già tập thể dục. Sáng mai tôi sẽ về quê đón cha lên. Sở dĩ tôi muốn tìm thuê nhà gần đây vì nếu vợ không muốn theo tôi ra ở trọ thì cứ ở lại nhà mẹ. Hai nhà cách nhau chừng cây số, chạy qua chạy lại cũng dễ. Và quan trọng là tôi biết cha thương con cháu, cha sẽ được ở gần cháu nội. Ai nói là ông nội bé chíp không thể ở đây? Mẹ vợ đột nhiên hỏi khiến tôi ú ớ. Vợ nhìn tôi rất nhanh rồi ngồi im. Tôi nói, do tôi tự nghĩ, cha tôi là ông nông dân, ở nhà sang trọng thế này không quen. Và lại cha đi đứng khó khăn, lên cầu thang cũng không tiện. Chưa kể ngày hai lần sẽ có người đến giúp cha tập vật lý trị liệu, mà mẹ lại không quen có người lạ ra vào nhà. Vậy là anh lường hết mọi chuyện rồi? Mẹ vợ hỏi. Tôi dạ. Mẹ vợ vẫn gọi tôi là anh từ ngày tôi về làm rể. Tôi không biết tôi có nói hay làm gì khiến anh hiểu lầm không. Tôi chỉ có một đứa con gái. Cái nhà này trước sau sẽ là của anh chị. Tôi nói được làm được. Tôi không phải là người cạn nghĩ. Trong khi tôi đang sống cùng con gái, con rể, sao lại cấm cản con gái báo hiếu cha chồng? Anh phân tích tôi thấy hợp lý. Tính tôi xưa nay khó hòa hợp với ai. Anh tìm nhà khác cho ông nội bé chíp là đúng. Nhưng tôi yêu cầu vợ chồng anh chỉ điều chuyển sang đó ở cùng ông. Ngay lập tức thì tôi chưa đủ, nhưng tôi có thể gửi lại anh chị một phần số tiền anh chị xây nhà này. Thay vì thuê bên ấy thì anh chị mua trả dần. Người già phải ở nhà thuê sẽ không thoải mái. Lời mẹ vợ như giản dỗi, nhưng tôi nhận ra sự quan tâm. Vợ tôi trước sau ngồi im bấm điện thoại, lúc này mới ngẩng lên. Em đặt xe, giờ vợ chồng mình đi luôn, ghé qua đón anh chị cùng về. Sáng mai mình có thời gian chào hỏi bà con hàng xóm nữa. Lần này cha đi, không biết khi nào mới về. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.